Sáng nay ngày 17 tháng 4 năm 2018, phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh về xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Theo hướng dẫn của các ông trong hội sinh vật cảnh xã Phú Phương, tôi có đến thăm khuôn viên vườn cảnh nhà bà Nguyễn Thị Thanh, đội 7, thôn Phương Khê, xã Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thanh là hội viên nữ duy nhất của hội sinh vật cảnh xã. Năm nay bà đã 77 tuổi, nhưng bà luôn là những người cao tuổi, tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong hội sinh vật cảnh địa phương. Cháu chào bà nhé. Vâng ạ, cháu chào ông Đỗ Sinh. Vâng, cháu xin phép bà được ghi những hình ảnh khuôn viên vườn cảnh nhà mình để những người yêu bonsai trên cả nước chúng ta cùng thưởng thức. Vâng, mời ông. Vâng ạ. Khi bước vào không gian vườn cảnh nhà bà, ở ngay phía ngoài tôi thấy bà có rất nhiều những cây hoa, như cây hoa mộc, những cây bưởi, những cây ổi, những cây khế. Đó là một không gian của khu vườn cây ăn trái. Ôi bên này bà có cây đào tiên nhỉ? Vâng. Ôi rồi. Còn mấy trái chắc từ vụ trước đây này. Nó chín già như thế này rồi đây. Vâng, cái này ngâm rượu uống bà. Vâng. Anh em chúng cháu cũng trồng được vài cây là cứ thu hoạch quả xong phơi khô xong sấy. Sấy lên thì mình ngâm được những cái bình rượu uống rất ngon. Vâng. Đây hôm nọ các cháu nó vậy. Vâng. Và bây giờ Đỗ Sinh sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh cây cảnh nghệ thuật trong khuôn viên nhà bà Nguyễn Thị Thanh. Đây là những tác phẩm mà gia đình vừa mới lên bệ đá, cho nên đang trong cái giai đoạn là ủ khăn để bảo dưỡng. Tác phẩm Xanh Dáng Làng. Như vậy là thời gian những tác phẩm xanh này đưa lên bệ đá là trước Tết bà nhỉ? Vâng. Vâng. Cho đến bây giờ việc ủ khăn bảo dưỡng và chăm sóc đã khả năng sắp dỡ được cái bệ này, cái khăn ủ đấy ra rồi. Chúng ta cùng xem phía dưới. Đó, tất cả những cái sợi rễ đã đưa ra, sợi rễ mới đưa ra những cái đầu rễ sau những cái vết cắt sau khi ký đá đã trắng xua sủa. Vâng. Tác phẩm Lộc Vừng. Bên cạnh là một tác phẩm Xanh Trực Lão.
Vâng, một tác phẩm có tuổi đời rất là cao, với dáng trực lão, gia đình cũng đã đưa lên bệ đá từ hồi trước Tết. Đến hôm nay tôi lên thăm thì gia đình có cho biết là chỉ một thời gian ngắn nữa, 1-2 tuần nữa, sau khi đón 1-2 trận mưa rào, dễ bật ra khỏe hơn và già dễ hơn, thì chúng ta sẽ bỏ những cái khăn ủ đấy ra. Đấy. Tất cả những cái đầu rễ đã đưa rễ mới ra đẹp như thế này rồi. Bởi vì sau những cái trận mưa rào này thì không khí mát mẻ cộng với độ ẩm và cái lượng đạm trong nước mưa tương đối lớn, thì cây sẽ bắn rễ nhanh hơn, phát triển nhanh hơn. Tác phẩm Xanh Song Thụ. Đây là một bệ sung. Vâng, một bệ sung song hoành rất lớn. Phía trên là một tòa nhà 4 tầng. Với hai bên cầu thang, hai trụ cầu thang, hai tác phẩm Tùng La Hán. Và đây là không gian khu vực phía trên, khu vực nhà thờ. Chúng tôi thấy gia đình nhà bà Thanh cũng có những cái tác phẩm có giá trị nghệ thuật rất cao như thế này. Đây là một tác phẩm khế, một tác phẩm khế dáng trực, đã tạo tác được một dáng trực văn nhân với những cái cành rơi và những điểm nhấn kỹ thuật với chuyển mình của thân, của những tay rơi rất là đẹp.
tác phẩm đề. Và đây là một tác phẩm xanh có tên gọi là Ngũ Lão Giáng Đình. Vâng, bốn tay chia ra bốn phía, bốn góc đều nhau. Và một thân chính ở giữa là năm. Chủ nhân đã đặt là tên gọi của tác phẩm Ngũ Lão Giáng Đình. Tác phẩm Đa. Vâng, đây là một chậu hải đường rất lớn. Những bông hải đường dày đặc như thế này, đúng vào dịp mà cây hải đường bung lụa thì đây là một lãng hoa lớn và đẹp tuyệt vời. Bên cạnh những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, gia đình nhà bà Nguyễn Thị Thanh còn chơi hoa lan với những giò lan quý. Đây là một khu chơi lan nho nhỏ phía đằng trước. Phía đằng sườn ven nhà thờ còn có một vườn lan nữa. Chúng ta cũng sẽ chuyển ống kính đến đó để quan sát. Và đây là không gian chung phía trước của căn nhà thờ. Vâng, đây là khu vực một vườn lan nho nhỏ, một không gian chơi lan rất là yên tĩnh ở khu ven tường nhà thờ. Và bây giờ Đỗ Sinh cùng các bạn sẽ tham quan nội thất của gian nhà thờ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh.
Vâng, đây là không gian chung ở phía đằng trước hè của năm gian nhà thờ, là nhà tân nhưng mà làm hoàn toàn theo lối cổ. Và bây giờ Đỗ Sinh cùng các bạn chúng ta cùng thưởng thức những trang trí nội thất trong ba gian nhà ngoài của khu nhà thờ như thế này. Tất cả những đường họa tiết hoa văn trên hoành phi câu đối, trên những bức cửa võng đều đã được gia đình dát vàng. Một căn nhà lại được làm bằng gỗ quý, chạm trổ trên các câu đầu cột đội và những cái bức thùng, kể cả từ những cánh cửa, rất là đẹp. Các con, các cháu của bà đi công tác, ở nhà, trông nhà và tiếp khách, với cái cuộc sống của bà sống vui, sống khỏe, an nhàn như thế này cũng là nhờ các con, các cháu đã thành đạt. Và với tuổi già của mình, bà chăm sóc, trông nom những gian nhà thờ, những vườn cây để mỗi ngày, mỗi vui, mỗi khỏe. Và đến đây Đỗ Sinh cũng xin dừng video chia sẻ không gian cây cảnh và cấu trúc gian nhà thờ của gia đình nhà bà Nguyễn Thị Thanh, đội 7, thôn Phương Khê, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Trước khi chia tay với gia đình nhà bà Nguyễn Thị Thanh, Đỗ Sinh cũng như các bạn yêu bonsai trên cả nước cũng có lời xin kính chúc sức khỏe của bà ngày càng mạnh khỏe. Và bà là những người hội viên cao tuổi trong Hội Sinh vật cảnh xã Phú Phương, luôn luôn gương mẫu, đi đầu trong tất cả các phong trào để xây dựng hội chúng ta ngày càng vững mạnh hơn. Bà đứng ra phía này. Đấy. Cũng xin một số những ý kiến của bà. Vâng ạ. Báo cáo với ông thay mặt cho Hội Cây Cảnh xã Phú Phương. Vâng. Cũng là vinh dự mà hôm nay ông được đến coi như thế là tham quan quan viên gia đình tôi. Thế giờ các cháu đi vắng, tôi là những người thực hiện cây cảnh. Vâng. Thế thì để cho cuộc sống sống vui, sống khỏe. Nói chung từ tôi và con cháu và cộng đồng với lại tất cả các bạn yêu cây cảnh xã Phú Phương. Vâng. Thế là cùng tôi để mà phát huy cái truyền thống sống vui, sống khỏe đối với xã hội, đối với bản thân, gia đình. Thế hôm nay thì ông thay mặt cho Hội Cây Cảnh xã Phú Phương thì đến tham quan gia đình tôi mà lại chụp mà quay được tất cả quan viên trong gia đình tôi. Thì tôi thay mặt cho gia đình xin cảm ơn. Vâng ạ. Thế một lần nữa là xin kính chúc bà nhiều sức khỏe. Vâng. Và có một cuộc sống vui, sống khỏe. Vâng. Chúc đại gia đình ta thật hạnh phúc. Vâng. Xin cảm ơn bà nhé. Vâng, tôi xin cảm ơn ạ.